Bạn đang tìm cho mình một cái mùi hương dành cho những người đàn ông trưởng thành, không phải là những gã trai mới lớn để làm sao hướng phấn đấu, hướng tới cái phong cách bad boy, chad boy mà nghe thì rất là oách, rất là sang. Thì hãy mua Uncle Noir của Lalique. Nếu như bạn đang tìm một cái mùi nó u tối, nó buồn rầu, nó lạnh lẽo, nó cô đơn thì cũng hãy mua Uncle Noir. Và nếu như bạn thích cái nốt hương vetiver, một nốt hương rất khô, rất nam tính, rất đàn ông cùng với nhang lại còn rẻ nữa chứ, thì cũng hãy mua Uncle Noir. Và đơn giản là nếu như bạn đang tìm cái mùi hương dành cho những ngày mưa thì cũng vẫn chỉ là Uncle Noir thôi. Thị trường nước hoa hiện nay ấy, chắc là chả có ai tư vấn cho các bạn một cái mùi hương vừa u tối, vừa buồn rầu, vừa trầm lặng mà lại còn rẻ thì bán cho ai, đúng không? Chúng ta đã quá quen với những cái mùi nó hạo ngọt như là da clock, rồi những cái mùi sang chảnh như là Lilabo, Santuc 33, Another 13. Nhưng có một điều rằng là Uncle Noir của nhà Lalique nó đã có một cái chỗ đứng rất là vững chãi ở trong giới dành cho những người yêu hương. Và các bạn có thể thấy rằng là đây là một trong những chai nước hoa cực rẻ, và cái mùi hương mà mọi người đánh giá rằng nhận được nó lại quá, thậm chí là gấp 3, gấp 4 lần so với cái giá tiền mà các bạn bỏ ra. Với mình ấy, Uncle Noir của nhà Lalique ấy, nó mang tới hình ảnh của những người đàn ông trưởng thành, trải qua rất nhiều sóng gió, rất là nhiều chuyện và không thể nào tâm sự với ai, hay chỉ đơn giản là trải qua một cái năm Covid rất là khó khăn vừa rồi. Và đây là mùi hương mà nếu như một ngày cuối tuần của năm cũ mình ngồi lại, mình nhâm nhi một cái tách trà và xịt Uncle Noir để nhận xem là năm vừa qua thì mình đã được gì và mất gì. Đây có lẽ là một cái mùi hương nó sẽ phù hợp nhất vào cái thời điểm đó. Về phần ngoại hình ấy, các bạn có thể thấy rằng là em nó có một thiết kế như những cái lọ mực vậy. Và đúng với cái tên của nó, Uncle Noir, nếu mà dịch sang tiếng Pháp ấy, nó sẽ là mực viết. Và các bạn thấy một thiết kế cái phiên bản gốc này, một cái thiết kế đen kịt, rất là tối giản. Cái nắp này thì là làm bằng gỗ, nó có những cái vân, đây các bạn nhìn thấy đây. Và ở trên thì ghi chữ Lalique, tên của thương hiệu. Và cái nắp này mình có cảm nhận rằng là không biết người ta có truyền tải đúng những cái thông điệp mà mình đang hiểu không, nhưng mà mỗi cái vân trên này nó như kiểu là những cái vết sẹo của những người đàn ông ấy. Nghĩa là khi họ đã trải qua rất là nhiều thứ thì trên người họ để lại những cái vết sẹo, những cái bài học. Và gỗ càng nhiều vân thì chắc có lẽ càng đẹp. Nó giống như kiểu những người đàn ông ấy, càng nhiều vết sẹo thì càng trở nên trưởng thành và cuốn hút một cách kỳ lạ. Và với cá nhân mình ấy, khi mà nhìn cái thiết kế này ấy, mình có cảm giác rất là kiểu gần gũi, rất là kiểu quen thuộc, một cách rất là lạ lùng. Không hiểu sao lại có như vậy, chắc có lẽ là màu đen cũng như là cái thiết kế này nó rất là phù hợp với cái mùi hương dành cho nam giới. Đặc biệt là khi em này các bạn xịt ra, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi nồng, đắng, ngái, hăng của vetiver. Xong rồi các bạn sẽ nhận thấy một cái chút mùi hơi ẩm ướt từ những cái cây bách hay là những cái cây kiểu lá kim vậy. Nó như kiểu là thả mình vào một cái cánh rừng ấy. Một cái cánh rừng ở đây thì chỉ có một mình thôi, xung quanh rất là u tối bởi vì có những cái thân cây lớn nó cao chọc trời cùng với những tán lá rất là rộng. Ở đây thì cái khu rừng nó như kiểu là vừa mới mưa xong ấy. Nó có cái cảm giác hơi lạnh. Và em này khi mà mình ngửi ấy, thì mình hình dung ra một cái kiểu hình ảnh rất là buồn, rất là cô đơn, rất là lạc lõng, lạnh lẽo. Và mùi hương nó im lặng đến đáng sợ. Mình thì hay nói trêu với các bạn rằng là nếu như bạn nào mà thích ngửi những cái mùi của Uncle Noir ấy, thì các bạn hãy ra các bạn vơ một ít nắm đất ẩm, xong rồi các bạn cho vào một cái cốc hay là một cái bát, xong rồi các bạn lấy ít cành cây khô các bạn cho vào, các bạn hơi đốt lên, xong rồi các bạn ngửi thì mùi hương nó rất là giống cái mùi của Uncle Noir. Và có một cái điều rất là hay ở Uncle Noir cái phiên bản gốc, đó là khi các bạn xịt ra ấy, các bạn sẽ ngửi ban đầu nó rất là giống cái mùi mực viết. Cái mùi mực mà mình nghĩ là tuổi trẻ của bạn nào cũng phải đều phải trải qua cái mùi mực ấy. Ít nhất các bạn đã phải có một vài lần mà bắn tí mực nó lên cái chỗ mặt và cái mùi nồng của mực nó xộc thẳng vào mũi. Thì ban đầu khi mà xịt Uncle Noir nó đúng như mùi như vậy. Với cá nhân mình thì Uncle Noir không dành cho số đông, thực sự là như vậy. Nếu như bạn đã mua chai nước hoa này hay là bạn
định mua và sắp tới sẽ mua chén nước hoa này, mà nếu như các bạn có một cái cảm giác đó là sao mùi hương này nồng, ngái, khó ngửi như vậy thì không có gì là lạ cả. Tại vì các bạn có thể nghe được rất là nhiều lời khen từ những người đàn ông trưởng thành, những người đàn ông già nua thì đúng hơn, khen về mùi hương này là một cái mùi hương rất hợp phong cách của những người đàn ông trưởng thành. Nhưng mà khi ngửi thì các bạn lại không thấy vậy, các bạn chỉ đơn giản thấy nó nồng, thấy nó khó ngửi. Thì chúc mừng bạn, không phải là các bạn không có cái mũi ngửi, không phải là các bạn không phải là người đàn ông đâu, mà chỉ đơn giản là bạn đang rất là trẻ, bạn đang rất là yêu đời. Còn những cái người mà khen mùi hương này thì người ta đã quá là già rồi. Và nếu như một ngày nào đó mà bạn ngửi mùi của Ankenoa phiên bản gốc này của nhà Lalique mà bạn thấy rằng là nó hợp bạn thì mình nghĩ là bạn đã trải qua khá là nhiều chuyện rồi và bạn cũng không còn trẻ trung nữa, thì đấy mới là điều đáng buồn. Mình nghĩ rằng là nếu như các bạn thích Ankenoa của nhà Lalique thì chắc chắn các bạn chung với một cảm nhận của mình, nghĩa là mùi hương này nó rất là thu hút. Nó thu hút bởi cái sự đơn giản, bởi cái sự gần gũi, bởi những cái kiểu không màu mè, không khoa trương, mà đơn giản là đó là những cái thứ mà nó xảy ra hàng ngày mà đôi khi tuổi trẻ chúng ta kiểu sống vội quá chúng ta không nhận thấy. Em này thì khuyến khích với các bạn một điều rằng làm ơn đừng xịt nó đi gặp hay là đi date với những em sinh năm khoảng tầm 2000 hoặc là sát 2000, tại vì bạn sẽ rất dễ bị gọi rằng là ô thì con trai của chú chưa tới à đó. Nên là đây là mùi hương không dành cho giới trẻ, đặc biệt là dành cho những cái bạn nữ, những cái đối tượng mà các bạn muốn tiếp xúc ở cái lứa tuổi teen, ở thế hệ kiểu Gen Z, Gen X, bốc phét và sâu deep hơi nhiều. Nhưng mà có một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, nếu như bạn nào quan tâm đến cái phiên bản gốc của Ankenoa thì em này nó lưu ở trên da khoảng tầm 6 đến 7 tiếng và nó tỏa hương khoảng tầm hơn nửa cánh tay một tí, và mình nghĩ rằng là như thế cũng là quá đủ rồi. Nếu như các bạn nam thì chắc là bạn sẽ chỉ quan tâm đến mùi hương nhiều hơn là độ bám tỏa, thay vì những người trẻ. Trẻ thì thích nhưng mà cũng muốn bám tỏa tốt khủng khiếp, còn chả quan tâm đến mùi nó như thế nào cả, miễn là các chị em thích là được, đúng không? Tiếp tới thì có một cái phiên bản nữa, đó là Ankenoa, nhưng mà ở đây đó là Lichim à. Thôi cho mình đọc tiếng Việt như thế nhá, mình hơi ngu tiếng Anh hay là tiếng Pháp một tí. Thì đối với cái phiên bản này các bạn sẽ nhận thấy một cái thiết kế, đó là nó không phải là đen thuần nữa mà nó sẽ có một cái lớp như kiểu lớp sơn màu đen ở phía dưới. Ở trên thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một cái dui nó vô cùng đậm đặc. Cái phần nắp vẫn là một cái thiết kế rất đặc trưng, là vẫn là cái nắp gỗ đen như thế này và những cái đường vân. Với mình thì em này có cảm giác nhiều vân hơn em bản gốc, nhưng mình nghĩ là cái nắp này thì họ thiết kế theo kiểu tùy tay, vui vui thì ta gạt thêm vài đường, mà buồn thì hay là lười sắp phải về với vợ thì ta lại gạt ít đi vài đường cho nó nhanh nhanh, nó đỡ tốn thời gian. Thì với cái mùi hương này thì khi mà mình xịt ra ấy, mình có một cảm nhận như này, mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là Ankenoa ở cái phiên bản gốc kia nó như kiểu là thả mình vào một cái cánh rừng vậy, và cái xung quanh mình cảm giác cũng rất là cô đơn, rất là kiểu đơn độc, lạnh lẽo, không có bất cứ một ai cả. Mùi nó rất là u tối, hay là như kiểu nếu như bạn nào có những cái chiếc bàn gỗ như này mà các bạn chỉ cần hình dung là các bạn áp mặt vào những cái bàn này thì cái cảm giác lạnh, lạnh đến sởn gáy luôn, thì đó là mùi của Ankenoa kia. Nhưng mà khi mình xịt cái bản này thì thứ nhất đó là mình cảm thấy cái mùi hương của phiên bản Extreme này nó dày dặn hơn, nó dày hơn nhưng mà nó lại không bị cái xu hướng tối như là cái phiên bản gốc. Em nó thì các bạn đã nhận thấy cái mùi khói lên cực kỳ rõ. Cái mùi khói ở đây nó làm mình liên tưởng tới cái mùi hương nó trở nên sáng hơn, nó không bị u tối u bất. Nó như kiểu là khi các bạn đi đến cuối cánh rừng mà các bạn nhìn thấy ở phía xa ấy, nó là cả một cái thung lũng rất là sáng, ngập tràn ánh nắng, và nó bị ngăn cách bởi những cái tán lá, nhưng mà nó ngay trước mặt các bạn thôi. Đó, nó như kiểu là các bạn sắp sửa thoát ra khỏi được cái bìa rừng, được cái sự u tối, được cái sự buồn bã như vậy. Hay đơn giản là các bạn ngồi các bạn nghiệm lại trong năm vừa rồi, nó đã mang tới cho các bạn những cái điều gì, nó đã lấy đi các bạn những điều gì bởi cái dịch Covid. Thì đây sẽ là cái mùi hương khiến bạn đứng dậy, bạn nhiều năng lượng hơn và bạn suy nghĩ tích cực để có thể tiến tới năm 2022 sắp tới, gặt lấy những cái thành quả, lấy lại đi những cái gì mà Covid đã lấy đi của bạn. Thì cái mùi hương này nó
là mình có cảm giác, có cảm nhận như vậy khi mà mình xịt ra. Em này thì về sau nó sẽ lên được khói này cực kỳ rõ cùng với cái mùi gỗ. Ở đây thì có thể nhiều bạn ngửi cái phiên bản Extreme này các bạn sẽ nghĩ rằng là mùi nó hơi giống những cái mùi thuốc bắc. Đó, đó là những cái gì mà mình nghĩ là không chỉ riêng mình mà có rất nhiều người khi mà mới ngửi những cái tông mùi nó tối và gỗ cùng với khói thì các bạn sẽ bị liên tưởng tới những cái mùi thuốc bắc. Nhưng mà thực sự em nói ở đây nó có một cái độ ngọt. Cái độ ngọt ở đây nó có một cái độ ngọt thanh và sâu. Nó như kiểu là các bạn uống nhân trần ấy. Nếu như các bạn để ý cái độ ngọt của cam thảo ấy, khi các bạn nuốt vào các bạn vẫn sẽ nhận thấy cái mùi đặc trưng của nhân trần, nhưng mà cái độ ngọt của cam thảo nó sẽ sâu lắng ở dưới họng. Thì cái mùi hương này nó đúng mang tới cảm giác như vậy. Và nó làm như kiểu bừng tỉnh cả một cái khu rừng tối vậy. Mặc dù bạn vẫn đang đứng ở trong cái khu rừng đấy, xung quanh nó vẫn là những cái gỗ, những cái mùi gỗ, những cái mùi nhang, nhưng mà ở phía xa mùi hương này nó toát lên được cái sự sáng cũng như là một cái độ ngọt, như là một cái sự tươi tắn hơn rất là nhiều so với phiên bản gốc. Và vì một cái blend mùi dày dặn hơn cũng như là nhiều khói hơn thì mùi hương này nó cũng lưu được tốt hơn. Trên da mình nó lưu được tầm 9-10 tiếng, khá là ok. Và độ tỏa hương nó tầm một cánh tay, phải nói rằng là rất là tốt. Và em này thì mình nghĩ độ tuổi nó cũng sẽ trẻ hơn rất là nhiều. Ancon Hoa kia thì khá là kén về độ tuổi, mình nghĩ là phải tầm từ 30 cho đến 35. Tại vì có nhiều bạn nói rằng là bạn ấy mua tặng bố các bạn ấy mùi hương này, mùi hương của Ancon Hoa phiên bản gốc ấy, mà bố các bạn ấy rất là thích. Nhưng mà với em này thì mình nghĩ rằng là chắc là tầm sweet shot 30, tầm 27-28 là các bạn có thể xịt được. Đây, nếu như bạn thích một cái mùi vetiver cùng với khói, một chút ngọt và là mùi rất là trưởng thành, rất là đĩnh đạc, đúng mùi của những người đàn ông. Kiểu những người đàn ông các bạn chỉ cần nhìn thôi là các bạn thấy là vẻ sương gió, vẻ bụi trần, rồi sẽ thấy rằng là họ bươn trải như thế nào ở ngoài cuộc đời. Thì đúng mùi hương này nó mới sẽ mang tới hình ảnh như thế. Về hai mùi hương này thì cái thời điểm xịt làm sao cho hợp lý. Thứ nhất mình nghĩ rằng là một cái thời điểm đẹp nhất để xịt Ancon Hoa phiên bản gốc có lẽ là vào những ngày mưa. Những ngày mưa ở Hà Nội hay là những cái ngày mưa ở Sài Gòn, những trận mưa rào vậy. Các bạn xịt mùi này, các bạn ngồi trong căn phòng chả cần để bật đèn. Ngồi ở, hay là ngồi ở ngoài ban công những căn chung cư vậy. Ngồi nhâm nhi một tách trà hay là một cách cà phê thì đây nó vô cùng là hợp cảnh. Nó sẽ dùng cho các bạn, hay là các bạn đi cà phê với những người anh em homie chẳng hạn. Đấy, mùi như thế. Còn mùi này thì ngoài những cái dịp đấy ra mình rất là khó để có thể biết được. Và những cái ngày nào mà các bạn vui quá, các bạn trúng Việt Lót ấy, thì các bạn xịt thử Ancon Hoa xem, để xem là liệu cái mùi hương nó có thể kéo tụt cảm xúc của các bạn không, hay là nó vẫn thua tiền. Còn đối với phiên bản Extreme kia thì mình nghĩ là nó sẽ dành cho những hôm nào mà các bạn thích mặc những cái bộ suit lịch lãm hay là những cái bộ âu phục, nhưng mà các bạn đến buổi tiệc đó với một cái phong thái đó là như kiểu một cái vị khách mời không quá là thân với chủ của bữa tiệc, hay đơn giản là bạn muốn giữ được khoảng cách với tất cả mọi người, chỉ đơn giản là bạn không thể từ chối lời mời đó. Hoặc bạn có thể đến gặp gia đình của phụ huynh, rồi ra mắt bố mẹ của người yêu. Đấy, kiểu như vậy. Hoặc là đi họp phụ huynh cho các con, hoặc là các bạn mua để tặng bố, tặng mẹ. Thì phiên bản Extreme này cũng là một cái lựa chọn khá là hay ho. Vì cái mùi hương của nó tươi sáng hơn, cũng như là nó có thêm một cái độ ngọt. Nên là với cá nhân mình thì em này, nếu như bạn nào gọi là một cái người làm ở trong văn phòng ấy, bạn thích một cái mùi, thứ nhất là nó thể hiện được cái cá tính của bạn. Có nghĩa là bạn không quá là hào hứng, nhưng bạn là một người rất là cần cù, rất là cần mẫn, rất là hết mình vì công việc. Thì bạn có thể sử dụng cái phiên bản Extreme đấy. Và nếu như các bạn có những cái dịp nào, hay là các bạn có những cái thời điểm hay phong cách nào sử dụng tốt với những em này, thì các bạn hãy cứ comment chia sẻ cho mình ở phía dưới. Có thể video này thì nó hơi khác những cái video mình review, nhưng mà khi mà mình viết kịch bản cho Ancon Hoa thì mình thấy rằng là có rất là nhiều thứ mà mình phải deep hơn bình thường, nên là mình không thể nào mà deep quá được, nên mình đã phải chọn cho mình cái áo vàng để có thể cố gắng trẻ trung hơn, cố gắng để bắt mắt hơn. Nhưng mà thực sự một Ancon Hoa
theo những gì mình cảm nhận nó u tối hơn. Nếu như xịt ra bây giờ nó có thể làm tối sầm cả căn phòng luôn. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Đấy, nếu như xịt Aquanoir ra sẽ chỉ còn như thế này thôi. Đùa đấy thôi, bật đèn lên cho sáng. Nếu như bạn thấy video của mình hay, hay là những cái mà mình chia sẻ với các bạn nó đúng với những cái gì mà các bạn cảm nhận, với những cái mùi hương mà mình đã làm review, thì rất mong các bạn có thể ấn vào nút like, cũng như là ấn vào nút chia sẻ để nhiều người biết tới, và ấn vào nút chuông để có thể nhận được nhiều video trong những cái thời gian sắp tới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.